Bệnh nhân thiếu máu phổi này đã được là làm rất là nhiều răng sứ với mục tiêu là phục hồi lại cái nhóm răng sau, vì chú cảm thấy là ăn uống nó khó chịu. Ngày đó chú đã làm cái răng sứ mà người ta đã tiến hành làm cho chú một cái cầu răng sứ dài 4 răng bên này phải, bên trái kia thì dài hơn nữa, nó gồm có 7 răng. Tuy nhiên rằng là cái cầu răng sứ thì nó không có gì là sai trái cả, thì tuy nhiên rằng là ở trường hợp này thì nó lại đang có hơi chỉ định của nó hơi bị thái quá một chút. Thì đây, ví dụ chúng ta sẽ quan sát bên điểm bên phải này, cái cầu răng sứ thừa ra một nhịp cầu, tức là cái chỗ này là ở dưới cái chân cầu răng sứ là nó không có cái chân răng nâng đỡ, thì rõ ràng là giống như một cái đòn bẩy. Khi ăn nhai thì cái chỗ này là lực nó tì lên, nó giống như cái đòn bẩy, nó làm cho cái cầu nó bập bênh và làm cho những cái răng cung một này yếu dần, thậm chí là gãy. Ngoài cái cầu răng sứ trông rất là ok, thế nhưng ở bên trong thực tế này, sau khi cắt ra này, ba cái chân răng này gãy hết rồi. Trong quá trình chịu lực dài rất suốt nhiều năm thì nó gãy dần, nó gãy ngay mà nó gãy dần à, mà khi cắt cầu răng sứ ra thì tan nát hết. Vậy là chúng tôi quyết định là phải bỏ, nhổ bỏ đi. Ngày hôm nay thì là sau 3 tháng lành thương, chúng ta sẽ tiến hành cấy cho chú vào 3 cây implant vào đây để khôi phục lại cái vị trí cầu răng. Nhưng cái vị trí implant nó phải ở cái đầu tận cuối cùng, nó không bập bênh vậy được nữa, nó bập bênh vậy nó lại bung vào implant. Tương tự cái bên kia cũng thế, nhưng hiện tại là bởi vì là can thiệp nhiều rồi cho nên là tôi mới cắt tạm hai thằng ngoài cùng rồi thôi, để hôm sau làm xong cái bên phải mới tốt rồi thì tôi mới làm cái cung bên trái chú, để mình đảm bảo là vừa là tiến hành can thiệp của chú cũng tương đối nhiều nhưng vẫn để chú những cái sinh hoạt ăn nhai vẫn diễn ra bình thường. Thì xương ở vị trí ở cái vùng trước đây này, ở vùng hai răng này thì khá đầy đủ vì cái chân răng nó chưa mục nát nhiều, khá đầy đủ. Đó, nhưng mà cái phía sau chúng ta quan sát là cái phần xương là còn rất ít đó, cái phần này là chỉ còn 1 ly thôi. Thì vậy là rõ ràng là chúng ta mà muốn tiến hành cái ghép vào đây được là chúng ta phải đẩy cái nền xoang lên, gọi là ghép xương lên, ghép xương thêm cho khách hàng dựa vào tình trạng cụ thể của chú để chúng ta có thể tiến hành một thì luôn ngày hôm nay, hoặc là chia nhỏ thành 2 lần. Ví dụ lần này hôm nay chúng ta cấy 2 cây 4 năm, hôm sau thì riêng cái cây răng số 7 này nó phức tạp hơn thì mình sẽ cấy riêng một buổi sau. Đấy, thì sẽ tùy vào cái tình huống lâm sàng cụ thể trên cái đáp ứng của cơ thể bệnh nhân. Không có đến thì ngày hôm nay là sau 3 tháng chú nhổ răng ấy, thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá xem là cái huyệt ổ răng, chúng ta cùng quan sát. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn này, cái lợi đã trưởng thành đầy đủ, cái lợi chính thành đầy đủ này đó. Chúng ta phải chuẩn bị cả cái thể tích lợi đấy, chứ cũng không phải chỉ là chỉ cấy xương vào trong, ghép chân răng vào trong đâu. Đó, chuẩn bị cả cái phần lợi đó. Ở vị trí này, hai răng này thì là theo phim ấy thì là đủ xương, nhưng ở cái vị trí sau cùng này đó, thì lại hơi thiếu hụt một tí đó, chứ không phải ghép xương. Nhưng mà tùy vào cái cơ địa sức khỏe mà mình sẽ tiến hành luôn hoặc là chia thành một buổi riêng. Thank you.
đến sau khi mà tôi xong cái hai implant đầu tiên ấy, thì cũng như trao đổi ban đầu với chú là nếu mà tình trạng sức khỏe của chú đó đảm bảo, chú cảm thấy trong người nó không có gì là mệt mỏi nhiều, bác sĩ cũng cảm thấy là chú ổn, thì mình có thể tiến hành tiếp cái thủ thuật nâng cao hơn ở cái cây implant cuối cùng, là cái cây implant số 7, là nâng xoang hở kết hợp với lại ghép xương. Đó là một thủ thuật cũng gọi là độ khó cao đấy, và nó cũng phức tạp. Thì cũng đã tiến hành cái xin implant xong cho chú rồi, thì chúng tôi cũng đang mong muốn là mọi người có thể quan sát được những cái trải nghiệm thực tế nhất mà khi bệnh nhân tiến hành cái ghép implant. Mũi kim cuối cùng thì đau. Đấy, ở mũi kim cuối cùng chú có chia sẻ đau bây giờ thế nào? Bây giờ thì chú không thấy đau nữa. Thì tuy nhiên rằng là về nhà với những can thiệp này thì vẫn tùy vào cơ địa. Có khách hàng thì đau một chút mà phải dùng thuốc để làm đau, nhưng có khách hàng thì cũng không đau gì nhiều. Thế thì cái việc đau là bình thường thôi. Tuy nhiên mà nếu không đau thì nó cũng là cái tốt, về chú sẽ nhẹ nhàng hơn.